100 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 hôm nay. Bộ cách xa Indonesia, Thái Lan, chủ nhà Campuchia. Tay vợt Lý Hoàng Nam cầm chắc chiến thắng huy chương vàng. Sáng nay vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 5, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam thi đấu trận chung kết đơn nam môn quần vợt. Đối thủ của anh đến từ Indonesia là Fitri Adi. Hoàng Nam hiện đứng thứ 264 ATP, cao hơn 463 bậc so với đối thủ Indonesia trong trận chung kết lúc 13 giờ hôm nay. Đối thủ đến từ Indonesia này từng thua Hoàng Nam ở trận đấu đơn nội dung đồng đội nên tay vợt Việt Nam rất tin tưởng hướng đến huy chương vàng thứ ba liên tiếp đơn nam SEA Games 32. Hôm nay tính đến 8 giờ 00 ngày 14 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đang có 87 huy chương vàng, hơn đoàn của Thái Lan xếp sau so với 78 huy chương vàng. Ngày 14 tháng 5, nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam tiếp tục ra sân, hứa hẹn sẽ giúp đoàn cán mốc 100 huy chương vàng. Hôm nay những niềm hy vọng huy chương vàng của Việt Nam nằm ở các môn như cử tạ, lặn, taekwondo, thể dục dụng cụ. Đôi cử Hoàng Thị Duyên dự đoán sẽ giành huy chương vàng hạng cân 59 kg, nữ tranh tài lúc 14 giờ. Đồng thời môn lặn có tới 8 nội dung tranh huy chương trong ngày 14 tháng 5. Ở nội dung thi ngày 13 tháng 5, môn lặn đã có tới 5 huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games. Tuy nhiên tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm nay sẽ là trận chung kết bóng chuyền nữ và trận chung kết quần vật đơn nam. Trong đó môn bóng chuyền nữ sau khi lội ngược dòng nghẹt thở hạ Indonesia 3-2 ở bán kết tối 13 tháng 5. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tranh huy chương vàng với Thái Lan lúc 19h30 tối nay.